Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ban An toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt trên 900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 182 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 600 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Với 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 56 người, bị thương 49 người. Như vậy, đã tăng 5 vụ, tăng 6 người chết và tăng 2 người bị thương so với 6 tháng năm 2022. Những chiếc xe tự chế được đóng thùng để chuyên chở vật liệu xây dựng hàng ngày lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ gây mất an toàn, bất chấp quy định cấm hoạt động. Mọi người tham gia giao thông không khó để thấy những bãi vật liệu trong khu dân cư và xe lôi, xe ba bánh tự chế, vô tư chạy trên đường mà không bị lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn xử lý. Các loại xe tự chế có chiều dài khoảng 2m, rộng hơn 1m và không hề có biển số đăng ký xe. Theo chủ một chiếc xe tự chế, việc điều khiển chiếc xe khá đơn giản, không cần phải học lấy bằng và chi phí đầu tư một chiếc xe không cao như ô tô. Thay vì chấp hành lệnh cấm thì một số phương tiện vẫn hoạt động tại tuyến đường không có lực lượng tuần tra kiểm soát để chở vật liệu, hàng hóa gây ra tai nạn cho chính bản thân người điều khiển và các phương tiện lưu thông trên đường. Hệ thống camera giao thông từ khi được triển khai đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc bao quát, phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Công tác xử lý vi phạm hành chính qua camera đang được triển khai trên địa bàn thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và một số tuyến quốc lộ, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan đăng kiểm, giám sát, quản lý để buộc lái xe vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi vi phạm luật giao thông. Tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên, hệ thống camera giám sát hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thông qua hệ thống camera giám sát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hưng Yên đã phát hiện 237 trường hợp vi phạm, trong đó có 114 ô tô, mô tô 123 trường hợp. Tham gia giao thông mình phải theo đúng theo văn hóa của mình, chỗ ngã tư, ngã ba đều có xi nhan, đến đèn vàng là phải tạm dừng, chuẩn bị đến đèn đỏ mà đèn xanh thì được đi. Đấy, nói chung là phải chấp hành luật lệ giao thông. Hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến quốc lộ 38B, quốc lộ 39 thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên và quốc lộ 5 thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đây là những tuyến giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Hệ thống camera giám sát giao thông được lắp đặt tại 7 điểm với 4 camera giám sát tốc độ, 10 camera giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông, 8 camera nhận diện biển số xe ghi các lỗi như lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Ngay thời gian đầu thì cái lượng người vi phạm rất là cao, khoảng 100 trường hợp. Thì các lỗi chủ yếu là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, hai là lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường và lỗi không đội mũ bảo hiểm. Thì công an thành phố cũng đã tiến hành xác minh, gửi thông báo người vi phạm. Thì bên cạnh đó thì công an thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền trên các cái loa phát thanh trên địa bàn thành phố để người dân nắm được và thực hiện. Ngoài địa bàn thành phố Hưng Yên và địa bàn thị xã Mỹ Hào quản lý, còn một số tuyến quốc lộ do phòng cảnh sát giao thông tỉnh giám sát. Qua đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử phạt 100 xe ô tô vi phạm về tốc độ. Hệ thống camera đã phát huy được hiệu quả, bất kể thời điểm nào cũng có thể giám sát, phát hiện vi phạm. Hình thức này hiện cũng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Quy định nộp phạt nguội theo thông tư số 15 năm 2022 sửa đổi bổ sung các quy định của 4 thông tư khác do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Theo quy định tại thông tư số 15 năm 2022, người vi phạm giao thông bị phạt nguội được quyền đóng phạt tại nơi cư trú mà không cần phải đến cơ quan công an nơi địa phương phát hiện vi phạm
để thực hiện các thủ tục nộp phạt. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.